Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua thì trên các xã, địa bàn huyện Bát Sát tiếp tục có mưa to và khoảng 3 giờ sáng nay đã xảy ra một vụ lở đất, một lượng lớn đất đá tràn vào nhà 4 hộ dân ở thôn Phìn Trải 2, xã A Lù, khiến 7 người tử vong. Sạt lở đất nghiêm trọng trên các tuyến đường khiến cho việc tiếp cận khu vực sạt lở hết sức khó khăn. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đã họp trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại huyện Bát Sát. Cùng đi có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Tổng hợp nhanh của huyện Bát Sát đến chiều mùng 9 tháng 9, trên địa bàn huyện có 8 người chết và mất tích, 1 người bị thương, hơn 80 nhà dân bị thiệt hại, 74 hecta hoa màu ngập úng, nhiều công trình bị hư hại, xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến tỉnh lộ và đường huyện. Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường yêu cầu huyện Bát Sát tiếp tục huy động lực lượng 4 tại chỗ, tích cực tìm kiếm các nạn nhân mất tích, hỗ trợ gia đình người tử vong, cần có phương án để thông tuyến tỉnh lộ 156, khắc phục tình trạng mất điện, mất sóng điện thoại. Đặc biệt, khẩn trương rà soát lại các hộ thuộc diện có nguy cơ sạt lở cao, yêu cầu di rời đến nơi an toàn, kiểm tra các trường học, lên phương án học sinh đến trường phải đảm bảo an toàn, chủ động các phương án phòng chống, ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết.